200 ngày chiến sự Ukraine, liệu Moscow và Kiev đã đạt được mục tiêu quân sự của mình? Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 9 vừa qua, cuộc chiến Nga-Ukraine bước qua ngày thứ 200, 7 tháng kể từ ngày được Tổng thống Nga Vladimir Putin khởi động. Chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm trợ giúp các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk vẫn chưa ngã ngũ. Thông tấn xã Nga TASS ngày 13 tháng 9 loạt tin, cả quân đội Ukraine và các lực lượng Cộng hòa Nhân dân Donetsk đều không kiểm soát hoàn toàn thành phố Svyatogorsk. Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Denis Mushilin, cho biết hôm thứ Hai. Bài báo của TASS về sự bất phân thắng bại ở Svyatogorsk theo người Nga hay là Svyatogorsk theo người Ukraine, một thị trấn ở phía bắc vùng Donetsk của Ukraine, bên bờ sông Sversky Donetsk, cách thành phố Slovyansk 30 km, có thể được xem là kết luận của TASS về tình hình cuộc chiến sau 6 tháng. Đầu tiên, Donetsk và Lugansk vẫn cứ mãi ở thế giải phóng tới, giải phóng lui. Theo người đứng đầu vùng Donetsk, ông Pushilin, giới chức khu vực này vẫn thấy lính đánh thuê người Ba Lan trong khu vực, song lực lượng chúng tôi đang ra sức đánh đuổi, hy vọng sẽ thắng lợi, TASS trích lời ông. Ông này cũng thông báo quân Ukraine đang còn tìm cách chiếm khu định cư Liman gần đó, song đã bị quân thân Nga ở Donetsk đẩy lui. Cùng ngày TASS đưa tin một tin khác mà kết cục lạc quan hơn với Nga là Pushilin cho biết gần như tất cả binh sĩ Ukraine tìm cách tiến tới sân bay Donetsk đã bị vô hiệu hóa bởi tiểu đoàn Sparta Artyom Zhoka dũng cảm. Kẻ thù có thể được kích động bởi một số đánh giá cường điệu của truyền thông phương Tây. Dù đã cố gắng tiến về phía sân bay Donetsk nhưng gặp phải sự chống trả dũng cảm và thực tế là toàn bộ cánh quân địch này đã bị vô hiệu hóa. Hôm thứ Bảy ngày 10 tháng 9, chỉ huy tiểu đoàn Sparta Artyom Zhoka cũng đã bác bỏ tin tức nói quân đội Ukraine đã chiếm sân bay Donetsk, theo TASS. Trong quá khứ và trong hiện tại, sân bay Donetsk luôn là mục tiêu hàng đầu mà các bên nhắm đến. Năm 2014 từng nổ ra trận sân bay Donetsk khi phe ly khai Libya tấn công sân bay quốc tế này hôm 26 và 27 tháng 5 trong cuộc chiến Donbass lúc bấy giờ. Đến ngày 28 tháng 9, cùng năm nổ ra trận sân bay Donetsk lần thứ nhì. Đây là mục tiêu chiến lược không chỉ bởi vai trò của sân bay quốc tế, mà còn do lãnh thổ này là khu vực cuối cùng của thành phố Donetsk mà quân chính phủ Ukraine còn giữ được. Trận sân bay Donetsk lần thứ hai kéo dài từ cuối tháng 9 sang đến tháng 1 năm 2015. Ngày 21 tháng 1 năm 2015, quân chính phủ Ukraine tại đây bị tràn ngập. Tháng 5 vừa rồi thì nhân kỷ niệm trận đánh sân bay này lần thứ nhất, quân Ukraine mở lại cuộc tấn công nhằm tái chiếm. Ngày 24 tháng 2, chiến dịch của Nga bắt đầu, quân đội Nga tấn công thủ đô Kiev của Ukraine từ phía Bắc, có thể với ý định lật đổ chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Nga cũng tấn công thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Kharkiv, nhưng cuối cùng buộc phải rút lui. Do Ukraine bị áp đảo về vũ khí và quân số, không ít người nghĩ rằng cuộc chiến sẽ chóng vánh, nhưng sau nhiều tuần giao tranh, Nga đã phải rút lui trong sự kháng cự dữ dội của Ukraine. Quân đội Nga từ bỏ các mục tiêu chiếm thủ đô Kiev và đặt ra một mục tiêu hạn chế hơn ở khu vực phía đông Ukraine. Sang tháng thứ ba, quân đội Nga từ phía nam tấn công chiếm tỉnh Kherson nhằm kiểm soát bờ biển đen của Ukraine và tạo thành cầu nối trên bộ giữa khu vực Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014 với Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk. Tháng 4 qua đi không có chiến dịch hay là một sự kiện nào lớn của quân đội Nga trừ vụ tấn công nhà ga xe lửa ở Kramatorsk trong tỉnh Donetsk khiến hơn 50 người đã không qua khỏi. Việc Ukraine đánh chìm soái hạm của hạm đội biển đen trước Moscow hôm 14 tháng 4 bằng hai quả tên lửa nội địa Neptune đã chọc thủng hào quang bất khả chiến bại của Hải quân Nga, song quân đội Nga vẫn tiếp tục bao vây cảng Mariupol. Đến ngày 20 tháng 5, các binh sĩ Ukraine cuối cùng tại các cảng đã đầu hàng sau trận đánh bao vây nhà máy Azovstal, nhưng cuộc chiến giành quyền kiểm soát biển đen thì vẫn dùng dằng. Cuối tháng 6, lực lượng Ukraine đã treo cờ trở lại trên đảo rắn gần thành phố Odessa, hòn đảo mà Nga đã chiếm được từ đầu cuộc xung đột. Đầu tháng 7, sau nhiều tuần bị pháo kích và giao tranh trên đường phố, thành phố cuối cùng do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Lugansk, Lysychansk cũng rơi vào tay Nga. Chiến thắng này giúp Nga thắt chặt quyền kiểm soát với toàn bộ tỉnh Lugansk ở miền đông Donbass. Tuy nhiên, những tuần sau đó thì Moscow chỉ đạt được những bước tiến không đáng kể ở tỉnh Donetsk. Tới tháng 8, thì quân đội Ukraine bắt đầu phản công, trước hết là ở tỉnh Kherson. Đây cũng là lúc mà Ukraine triển khai các hệ thống tên lửa mới được Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác cung cấp để phá hủy các kho đạn và cơ sở hạ tầng quân sự của Nga. Ukraine tấn công cả một căn cứ không quân ở Crimea. Tháng 9 này đang chứng kiến một loạt các cuộc phản công chớp nhoáng nữa của Ukraine, giúp họ chiếm lại phần lớn tỉnh Kharkiv ở đông bắc đất nước, bao gồm thành phố trọng yếu Izum. 3 tháng 7, 8 và 9 thì cuộc chiến diễn ra khốc liệt ở Donbass. Sau khi rút quân thì có lẽ vì bất ngờ, Nga đã lại siết chặt trận tuyến,
tái tập trung quân vào con đường quan trọng xuyên qua Lugansk và hướng tới Donetsk. Do tình hình diễn biến dồn dập, phức tạp và Nga chỉ công bố thông tin qua các hãng tin nhà nước, còn Ukraine thì đã ban bố một lệnh cấm phóng viên tiếp cận chiến trường, đã xuất hiện những tin tức trái nghịch. Sự lộn xộn này cũng phản ánh tính co giãn của chiến sự, nay chiếm, mai mất, mốt lại chiếm lại. Còn về vũ khí và khí tài thì có thể thấy trong giai đoạn đầu, quân đội Nga đã chiếm ưu thế về vũ khí, khí tài, tuy cũng có lúc thiệt hại nặng. Thiết giáp, trực thăng do trúng tên lửa Javelin hay Stinger, đặc biệt là khi tái chiếm trong thành phố. Thế nhưng mà sau đó thì quân Nga cũng đã giành lại chiến thắng trong các trận chiến kéo dài vài tuần để giành lại các thành phố chiến lược ở miền đông và nam Ukraine, qua đó bộc lộ những hạn chế về vũ khí của Ukraine. Quân đội Nga chậm rãi sử dụng ưu thế về khối lượng lớn, trang bị pháo và quân số để đánh bại các lực lượng Ukraine yếu thế hơn. Lợi thế về hỏa lực của Nga đã bộc lộ rõ khi mà các đơn vị tác chiến điện tử, phòng không và thiết giáp Nga có thể tập trung vào các khu vực rất nhỏ, cho phép tạo ra ưu thế cục bộ so với các vị trí phòng thủ của Ukraine, vốn thất thế do phải phòng thủ có cụm kéo dài. Những gì diễn ra tại chiến trường Ukraine đã được Viện Nghiên cứu Liên quân Rusi của Anh báo trước trong một khảo sát đăng giữa tháng 2 năm 2022, 10 ngày trước khi ông Putin phát lệnh tổng tấn công hôm 24 tháng 2. Tác giả báo cáo Sam Cranny Evans, chuyên gia phân tích C-41SR, tức chỉ huy kiểm tra thông tin điện toán C-4 và tình báo giám sát thám thính ISR cảnh báo, pháo binh sẽ đóng vai trò quan trọng trong bất kỳ cuộc xung đột nào giữa Ukraine và Nga. Việc Nga chiếm ưu thế về pháo tự hành và ISTAR thu thập thông tin tình báo chiến trường sẽ cho thấy tính quyết định của ưu thế này và có thể mang lại một số kết quả chiến lược. Một cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine thì chắc chắn sẽ liên quan đến việc sử dụng rộng rãi pháo binh chiến thuật của cả hai bên. Theo tác giả, điều này đã xảy ra vào năm 2015 ở Ukraine khi mà các trận giao tranh diễn ra ở cường độ cao nhất và dù là đủ khả năng tấn công mặt đất của không quân Nga đã được cải thiện rõ ràng thì phần lớn khả năng sát thương của Nga vẫn là nhờ vào pháo binh. Sau khi các phân tích các đặc điểm của hỏa lực Nga thì tác giả đã đưa ra một số gợi ý cho Ukraine, chủ yếu là sử dụng máy bay không người lái UAV và radar phản pháo kích. Quân lực Ukraine UAS phải quản lý và bảo quản cẩn thận các nguồn lực hạn chế của họ, chọn những thời điểm thích hợp để tung ra các trận chiến phản công có thể ảnh hưởng đến kết quả của cuộc chiến. Theo tác giả, UAV sẽ cung cấp thông tin tình báo sống còn từ trên không để hỗ trợ xác định mục tiêu với sự hỗ trợ của radar phản lực. UAS sẽ có lợi thế hơn trong nhận định địa hình, điều có thể sẽ cho phép họ chỉ định các tọa độ phản pháo ở các khu vực cụ thể cho từng trường hợp. Tuy nhiên, quân Nga cũng có năng lực đánh giá địa hình và điều chỉnh đáng gờm. Đánh giá đó được thể hiện qua mẩu tin của Bộ Quốc phòng Nga đề ngày 13 tháng 9. Thông tin liên lạc của phe dân tộc chủ nghĩa Ukraine đã bị các đơn vị tác chiến điện tử Nga chặn đứng trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Các đơn vị tác chiến điện tử của Bộ Chỉ huy Trung tâm CMD tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quân sự đặc biệt để bảo vệ các Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk. Các binh sĩ đã hơn 100 lần xuất kích, phát hiện những vị trí của những kẻ dân tộc chủ nghĩa Ukraine và báo cáo tọa độ cho tác giả. Trong những điều kiện đó thì có thể nhất trí với Theresa Blackmore và Research News ngày 13 tháng 9 rằng Ukraine không thể thắng trong một cuộc đấu pháo trực diện với Nga và trên thực tế thì họ đang thua trong cuộc chiến tiêu hao. Tuy nhiên, HIMARS hay là hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao mà Mỹ cung cấp cho Ukraine đã dẫn đến nhiều diễn biến bất ngờ đang diễn ra ngay lúc này. Ukraine đã sử dụng các hệ thống tên lửa chính xác tầm xa do đồng minh cung cấp để tấn công các bãi tập kết vũ khí và trung tâm hậu cần của Nga. Các cuộc tấn công đã làm đứt quãng việc cung cấp nhiên liệu và đạn dược phía Nga, cũng như gây ra hiệu ứng tâm lý lớn trong quân Nga. Tác giả kết luận, cuộc chiến Ukraine là một cuộc xung đột bao gồm các giai đoạn khó khăn rõ rệt của tình hình của những điều chỉnh và tái điều chỉnh chiến lược. Ukraine và đồng minh đã có đáp án của họ, Nga thì sẽ phải tìm được câu trả lời tương ứng. Ngoài vũ khí và đạn dược thì 6 tháng chiến tranh đã còn là thước đo sức mạnh tinh thần của mỗi bên. 3 tuần sau khi mà quân Nga tấn công chiếm Ukraine, bao vây thủ đô Kiev hôm 15 tháng 3 xuất hiện bài viết Từ giận dữ đến hành động, những cảm xúc tinh thần và cuộc xâm lăng Ukraine của tác giả Valery Mokesvius trên hội đồng Carnegie. Sau khi điểm lại một số quan điểm về cảm xúc, theo Thomas Aquinas, thế kỷ 13, David Homer, David Smith, thế kỷ 18, tác giả lấy đó là khuôn khổ để diễn giải tính chính đáng trong cuộc chiến Ukraine. Theo quan điểm của những người theo Aquinas, một tu sĩ và nhà tư tưởng Thiên Chúa giáo, trải nghiệm cảm xúc tiêu cực như là buồn bã, giận dữ, sợ hãi, thậm chí là thù ghét là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó không ổn, một điều đẹp nào đó đã bị xâm phạm hoặc là bị đe dọa.
Theo tác giả thì chúng có phản ứng tương tự thâm tâm với những điều sai trái trên thế giới, và theo những cảm xúc này thì có thể là bước đầu tiên trong hình thành một phản ứng chính đáng. Tác giả cảnh báo không được lẫn lộn sự tức giận chính đáng nhắm vào Putin và nhà nước Nga với sự tức giận nhắm vào người Nga và mọi thứ khác của Nga. Mặt khác thì tác giả cũng cảnh báo không được tin rằng Ukraine là tuyệt đối đúng. Ngay bây giờ trong cuộc xung đột thì Ukraine phải duy trì một tiêu chuẩn cao, việc tôn trọng các công ước Geneva về tù binh chiến tranh, bao gồm cả việc bảo vệ nhân quyền của tù binh. Trên đây là tổng hợp đánh giá của chúng tôi về tình hình chiến sự hơn 200 ngày qua tại Ukraine. Bạn có đồng tình với quan điểm của chúng tôi hay không? Hãy để lại bình luận dưới đây. Và bản tin của TV 24 giờ cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.